nữa anh dòm nè. Dạ. Đây nè. Ôi ở cái này ông ơi. Lúa chắc không thấy không? Ờ lúa chắc của bà con không nè. Nó nói ông kêu mấy ông cọ kêu vậy đó rồi tôi mới điện ông qua. Trời ơi. Ôi trời lúa đổ. Ông qua đây nè ông qua. Cái này lúa của bà con người ta nè. Lúa tuần qua đẹp như mơ cái bộ ông coi đi rồi lúa đây nè ông qua đây. Đó, ông chơi tới bến rồi. Ông qua đây em coi lúa tôi nè, tôi không kêu công an lại tôi mới sợ á. Ông qua đây coi nè. Để bến anh coi. Cái mà là nó nói là ông kêu cắt mấy ông cọ kêu bắt vậy đó. Ông cắt vậy ông không lấy lúa. Trời ơi con này chú được. Ôi chết rồi. Trên lúa còn. Nói vậy ông qua đây em coi. Ôi ơi đổ nhiều dữ luôn á hả? Ừ, kìa dữ lắm luôn. Mà sao người ta, cắt ẩu dữ vậy ta? Đó, nó cắt mà bà chủ đất kêu bà chủ mà căn lúa kêu không quá là cắt sạch mới lấy. Đổ lắm ra dữ lắm nha. Ôi ơi cái này ông ơi quá trời, trời trắng đất hết trơn nè. Uổng quá trời anh ha. Cái này em 18 hả? Anh bán được giá mấy? Anh bán 7.000. 7.500 đồng ký. Rồi cái này là mình một công 1.000 m² thì anh được bao nhiêu bao? Không, cái này vụ này chắc thắt. Vụ này chắc 1.000 m² khoảng 10 bao. 10 bao. 10 bao là khoảng được 800 ký không anh? Không, 500 mà 520. Ồ, 520 hả? Khoảng 500 là em thấy nghe nói 500 là thấy meo rồi đó. Meo. Là vụ này làm khóa quề chứ đâu có lời. Khóa quề hả anh? Cái này nó cắt đổ quá trời. Đổ quá. Đổ lắm rồi, làm cái vũ rồi. Dạ. Đổ xà luôn. Ôi ơi kìa ông ơi. Đó. Ra là đủ quá dễ đất luôn đó. Đó đỏ đất hết trơn mà trời ơi. Cắt mà căng về luôn nè. Nè. Quá trời luôn cái máy này. Ở đâu cắt vậy anh? Sóc Trăng lên hả? Cái máy này máy bên đấy nè anh coi nè. Trời ơi đỏ đó hơn lúa xạ luôn mà nói nó không được, nó nói bà chủ mua lúa nói kêu cắt sạch mới lấy lúa. Cái dạng này giống như là đụng qua đi chủ mua lúa mà cái cho tiền nó để cắt mở hết gió đó, mở gió ra cho hết gió để cho lúa sạch đó. À nó thổi bay lúa của mình luôn á. Nó thổi bay lúa luôn là sạch, tôi nói lúa hốt lên là như gạo kia đó. Trời ơi đỏ trời đó đất nè. Cái này phải lúa không nè? Trời ơi, cái này ông ơi, đỏ lúa hết trơn ở dưới nè. Cái này lúa không chắc không á mà. Cái nè, không chắc không nè ha. Dạ. Trời ơi, cái này vậy là mình phải chịu thôi chứ giờ nói nó. Bởi vì vừa thất mùa rồi mà vừa bị cái máy mà đó, nó thất mùa. Rồi bây giờ lại bị cái máy vậy nữa thua. Coi như là đã theo anh tính là nếu mà 550 ký lỗ mà nhân cho cái giá là 7.500 hả anh? Ừ. Không có lời. Là không có lời luôn. Từ lúa mình phải từ 800 mang lên còn kiếm tiền công xuống đỉnh này là khóa hoài lỗ công. Dạ. Lỗ công không lời. Ở đây mình là ấp gì xã gì anh ha? Đây ấp Thế Thượng Nga, đường Trường Thắng, thị trấn Thái Lai. Thành phố Cần Thơ. Thành phố Cần Thơ. Dạ. Quá trời đổ hỏi chứ ví dụ như cái này nó đổ chút đỉnh thôi chứ đâu có mà cái dạng này hốt lên này nhúm gì đâu nè. Đó. Đỏ đất hết trơn. Đỏ đất hết trơn nè. Không phải ai ấy đâu nè. Nhà lúa không đó chứ đâu có ai đâu. Lọt xuống đây nè. Ừ. Nè lúa không nè đây nè. Dạ. Nó là hốt lên đây nè. Hả? Trời ơi. Này cũng như tội lỗi lắm. Bởi vì một vụ lúa là làm mấy tháng trời gồng gã 3 tháng mấy trời mà nó cắt đâu đây đổ quá trời quá đất. Nói nó thì nó nói chủ lúa kêu cắt cho sạch. Vậy là cái này nó đổ cái này là do là nó lọc quá anh. Nó thổi cho nó cho bay. Gió, mở hết gió rồi cho nên nó lấy lúa cội không à rồi bắt đầu cái dù lấy lúa cội đi chăng nữa mà khi mà cái mở hết gió là gió nó sẽ đạp ra lúa chắc ra cũng ra hết. Cũng ra luôn. Ra. Cũng như mười phần là thí dụ như 10 phần lúa cội của mình đi là dạ. Ra hết mẹ nó là 20% mày 20% lúa chắc mình ra tại bởi theo vậy? Gió nó ra mà dạ bởi vì nó lấy làm mà cực khổ mà gặp cái tình trạng này là nó người dân là chết. Mùa này em thấy nghe than quá trời luôn anh, ngoài kia ta lỗ lắm một công 500-600 ngàn rồi cả triệu là, có người là cắt nếu mà cắt ra tính ra là có người làm 4 công đất mà có được có
11, 12 bao lúa đó. Trời, 4 công luôn hả? Đằng này đang 4 công. Lúa thắt, cắt đổ. Ví dụ đổ kiểu này thì một công đất, một bao lúa là chắc ăn. Dạ. Bây giờ ai nói không tin, giờ lấy máy bụi đi, nếu mà hút lại mà dê sạch sạch lúa, không một công đất mà không một bao lúa. Đúng rồi. Quá đổ, đổ dạch gom lên mà gom gì nào đi thì nghe lúa nó xà xà chứ liền. Đổ trắng trời trắng mặt. Uổng quá trời luôn. Công sức của bà con ta đổ xuống đây rồi là cắt cái này em thấy nè. Anh khỏi bư lên đây nè, nhìn nè, dài dài nè, quá trời quá đất luôn. Mình cắt mình cũng phải lấy lương tâm mình ra, mà mấy cắt này nó cũng ăn cái dạng như ăn theo mấy cái người mua lúa đó. Dạ. Cho tiền nó thì nó phải làm rồi. Thì đó. Em đâu đủ tự nhiên trên trời rơi xuống mà đủ không, công cắt không có 50.000 bạc thì tôi mở hết gió, có gì mất mớ tôi đâu. Ờ, đâu có ảnh hưởng gì tới nó đâu. Thì đó, mà quan trọng là người phải có lương tâm và đạo đức. Dạ. Thiếu cái đạo đức thì ấy lắm. Chứ hai mới là sao không? Nó cắt lẹ nữa. Cắt nhanh hả anh? Bây giờ nó cắt ăn công mà. À, đặng cho nhanh hết công. Nó đi cắt cho chủ thì nó ăn công. Công đắt nhiều tiền vậy đó. Dạ. Thì nữa nó về nó lấy một công đắt nhiều vậy đó. Thì nó phải cắt lẹ. Mà cắt lẹ mà gió mà mở hết lắm. Coi nè ông ơi, coi nè, đỏ hết trời hết trơn thế nè. Ở đây lúa này lúa đứng. Thấy không? Dạ. Lúa này lúa đứng. Mà trở lại đủ mẹ đi cắt ra bụi mịt mù chăng, hỏi với lúa đứng nào mà cắt có bụi mịt mù. Đúng rồi. Mở hết gió. Nói nó thì nó nói không? Chủ mùa lúa kêu mà cắt cho sạch, nó nói gì hả? Trời ơi ông ơi. Đó, đổ, trời. Và dạch già là thấy đổ, dạch già thấy đổ. Rồi vậy coi như công sức của bà con mình đổ xong bổ điểm hết rồi. Thì đó, cái này lỗ lắm. Lỗ hết luôn rồi. Quá chừng luôn, nó đổ đỏ trời đỏ đất hết. Phải nó cắt mà, ví dụ như không đổ thì mình cũng kiếm chút chát lại được. Ví dụ như công rác mình kiếm được 400-500 cái gì vậy. Dạ, thêm bao hay bao nữa cũng ngon. Thì đó, bao lúa cũng chạy ra cũng mấy trăm ngàn rồi. Dạ. Ba trăm mấy, 400 ngàn rồi. Còn đổ quá kiểu này. Cũng vớt vát đồ tiền dầu đồ lại được. Dạ. Bên này nè, bên thằng đó nó cắt đổ dữ nữa. Đó, thấy ổng đi gom lại cái gì kìa. Cái ổng nó lấy gom. À. Đất của thằng này nè, thằng mập cho. Quá trời. Chú đi quay cái này để làm gì? Dạ. Cho mọi người thấy là bây giờ cái tình hình bà con mình đang làm ăn ở ngoài đồng như thế nào. À. Rồi tình hình cắt lúa. Mà những năm trước thì về giá cả bị ép lên ép xuống. Dạ cũng vậy, bây giờ cũng ép giá luôn. Có nghĩa là hôm giá 7.700 mà bữa nay là giá còn có 7.500 kìa. Rồi xong rồi chuyển từ 100 nữa là còn 7.400 thôi. Vụ này quá trời ấy. Tức là ban đầu thì anh hợp đồng với người ta là giá 7.700 đúng không? Rồi xong rồi là bây giờ nó sụt giá xuống hả? Không có hợp đồng, chuyến này nó không có hợp đồng, chuyến rồi thì nó hợp đồng. Dạ. Hợp đồng chuyến rồi, hợp đồng 8.500. Xong rồi lúa sụt rồi xin lại còn 8.000. Dạ. Cắt hạ lúa để 5 ngày sau căng là sụt giá xuống nữa còn 7.700. Dạ. Mà nếu mà không chịu bán thì bỏ cọc bán hai bán. Dạ. Vậy luôn mà bỏ 5 ngày mới căng. À. 5 ngày là mỗi một ngày là một bao lúa mới nhót 200g. Đó. Nó là vậy. Còn chuyến này thì được lấy liền anh hả? Trời, chuyến này thì cắt xong rồi qua bữa sau nó căng đó. Bữa sau cũng để qua đêm. Cũng để qua đêm đó, qua bữa sau căng. Căng rồi mấy bữa mới lấy tiền, không phải lấy tiền liền đâu. Nhưng mà cái giá thì... Cái giá thì 7.500 còn 7.400. À. Kìa qua bên kia kìa, kìa nó dạch còn dữ kìa, qua nó kìa. Cái chỗ cái anh đang dạch đó hả? Ừ. Dữ lắm đổ hả? Bởi vì tình hình... bà con ở đây bị đổ quá trời. Đổ lúa dữ lắm hả anh? Trời ơi. Trời, lúa đổ quá, đổ này hết lúa rồi. Hết lúa luôn rồi, còn gì nữa anh dòm nè. Dạ. Đây nè. Ôi ơi, cái này ông ơi. Hết lúa luôn rồi, còn gì nữa. Lúa chắc không thấy không? Trời ơi, lúa chắc của bà con không mà. Công sức biết bao nhiêu của anh ba mà đổ gì nè. Nè anh đợi đây nè, giờ nè. Trời ơi, sao lúa chắc không rồi nè. Lúa nè, chắc. Đây nè, anh đợi đây dài dài. Cái máy này cắt cái này nè thôi rồi. Trời ơi. Luôn. Nghe hoàng ơi. Nguyên cánh đồng này luôn anh hả? Nè. Chết luôn rồi. Tôi la nó ngày hôm qua lận. Tôi la nó ngày hôm qua lận mà nó nói là mấy ông kêu vậy đó.
tôi mới điện ông đó, ngày hôm qua đó là tôi la nó điện à, tôi mới điện ông, nó nói ông kêu mấy ông cọ kêu vậy đó, rồi là tôi mới điện ông qua đó. Trời ơi. Ôi trời, lúa nổ. Ông qua đây nè, ông qua. Coi nè, lúa của bà con người ta nè. Lúa tôi qua đẹp như mơ, cái bộ ông coi đi, rồi lúa đây nè, ông qua đây ông coi lúa tôi nè. Đổ hết trơn lúa ra ngoài ruộng rồi. Ừ, đây nè ông ơi. Thì bây giờ ông chạy qua đây ông coi lúa. Dài nè. Cho 3% mày. Chết bà con hết rồi. Quá trời. Nè, anh nhìn nó chắc nó trơn rồi nè. Tôi nói thiệt ông, tôi kêu công an lại luôn á. Đó, ổng chơi tới bến luôn. Ông qua đây em coi lúa tôi nè, tôi không kêu công an lại tôi mới sợ á. Ông qua đây em coi nè. Để bên anh có ra vậy đó. Ôi nè trời ơi trời. Nó còn nhiều hơn bên anh nữa đó. Trời ơi, đủ quá. Đó, ghê không? Trời ơi, cái này ra lúa trơn rồi. Trời ơi trời. Trời trời lúa trời. Cái này chắc bình thường như anh ta chứ mà. Là nó nói là ông kêu cắt mấy ông cọ kêu bắt vậy đó. Ông cắt vậy ông không lấy lúa. Trời ơi, con này chú được. Ôi chết rồi. Trên lúa còn. Nói vậy ông qua đây em coi lúa nè. Qua đây nó trúng thành nó thất phải. Đáng ngày hôm qua tôi nói nó mà nó không nói vậy. Coi ra đường trường ra mà còn đổ gì đây. Trời ơi, cái này. Lúa đứng mà ra. Ông ăn mà lúa máy nó cắt kiểu đó. Không phải lúa lép đâu, lúa chắc không. Của tôi đi qua đây dướng tấn lúa cho cái ruộng nó sợ rồi. Trời ơi trời. Quá trời đổ rồi. Làm ăn kiểu này. Một lớp gì đây. Hôm nay ông qua đây nè, ông coi có nguyên cái ruộng này tôi nói mấy bao lúa luôn đó. Chị mấy bao ruộng á đi cắt này là mất 30% luôn á. 30% luôn hả? Ừ. Hôm qua là tôi đã thử rồi. Nói là ông kêu vậy. Tôi mới đi hôm qua tôi nhớ không? Quay coi. Đây nè. Đổ dưới hố nè, lúa chắc không nè. Lúa chắc không rồi nè. Nè. Lúa này có phải lúa lép không? Bởi vậy lúa chắc không. Đồ có nói xấu không, qua đây em coi đi. Cái này nó thổi là văng lúa chắc lúa lép gì ra ngoài hết trơn luôn. Bây giờ mở hết lọc gió mà. Ờ, lọc gió cho sạch lúa mà. Làm ăn kiểu này thôi thôi. Ngày hôm qua tôi nói nó rồi. Nó bà con đã khổ mà làm này là khổ nữa. Người ta cắt rồi tôi không lẽ. Tôi nói thiệt ông qua đây em coi lúa tôi đi rồi. Rồi ông hả tôi hả chừng nào tôi nói bậy luôn. Cái này là anh nói nãy là xã gì anh? Cái máy bên kia ấp hết cái máy thằng kia lai quyền cái lai bên kia không có ra xã Trường Thắng ông qua đem coi xã Trường Thắng ấp Thế Thượng A đâu mình cái đây Thế Thượng A ấp Thế Thượng A dạ Thế Thượng A thị trấn Thế Lai luôn thị trấn Thế Lai xã Trường Thắng thị trấn Thế Lai huyện Thế Lai không xã Trường Thắng Phúc chứ á dạ ở đây là xã gì anh ở đây là thị trấn Thế Lai huyện Thế Lai luôn à tức là không có xã Trường Thắng thành phố Cần Thơ đường đường thì đường Trường Thắng dạ dạ đường về Trường Thắng thôi tôi không trả tiền cắt không tôi nói qua đó. Qua rồi bây giờ không trả tiền cắt là cái này nó cũng có cái lý tôi của bà con lý phải cắt cái gì đây sao giờ tiền cắt nhưng mà công cả gan bao lúa rồi tính sao như vậy mà còn lỗ nữa đây trời có đài truyền hình luôn nè qua đây có đài truyền hình đây luôn nè rồi tôi điện ông tôi nói tôi đem rút mẹ lúa tôi đem qua tôi nói còn gì nữa không có cắt cái gì bây giờ lúa là cắt rồi nói đó vậy rồi, hôm qua tôi nói hoài hôm qua nay chở tôi đi không cự ông nếu không thấy không kiểu này chết bà con hết rồi ông ơi xong rồi lúa tôi không đẹp hơn lúa ông Tâm kia tôi mới sợ á hôm qua đem coi lúa tôi để cắt nó ra điều này nè trời ơi là trời ra cái này chết lúa người ta còn gì nữa nè. Còn cái gì là lúa là khóc cái nè dày lên một lớp vậy đi đáng nói thì bà chủ bên đây bà không biết mà bà chủ cần lúa bên đây bà không biết phải nói à bà không biết sao mà tôi thì đi mua thu lúa sạch tôi căng tôi không biết mà cái thằng mấy thằng cắt thì nói bà là kêu là mà cắt cho sạch đi rồi bà mới căng không chọn chẹn mà lúa đổ người ta con người ta như gì mà nó không chọn chẹn mang luôn không biết ai luôn lộn mẹ là mang một kiểu mà mình mới giết bà con người ta đó. Đúng là giết bà con ha. Ông qua đây em coi lúa tôi đi coi chừng ông hả nói chuyện. Ông qua đây nè. Ủa mấy đường trường đổ cái này. Tụi mẹ nó còn binh mấy máy nó nói này kia tôi nói tôi kiếm chuyện với nó. Có ông Hùng á. Ông Hùng là ông cò hay là gì? Bởi vì đụng tới cò đụng cò, lại. Tôi đập chết mẹ luôn chứ đừng nói với tôi. Ủa mấy đường trường mà nó đổ gì đi. Rồi hỏi ông vậy đó lúa ta còn gì ăn không? Trời ơi trời. Chết luôn. Trời trời bữa nay nói nó hôm qua tôi nói rồi nó nói nó còn kêu cái thằng ấy. Rồi lúa này của anh là nếu nãy là được bao nhiêu bao? Lúa tôi nói thiệt ông lúa này có hết trơn mà lúa tôi mà nếu mà gớt 850 ký công tôi thua đó mà cắt qua có 700 mấy ký đó. Vậy là nó gớt của anh nếu 700 mấy ký lúa nằm dưới ruộng này nè. Ừ đúng rồi. Trăm mấy rồi đó. Quá trời luôn mà chỗ nào dạch nó cũng có trơn như này thì còn gì lúa của người ta trời. Thì cái máy của anh qua máy bên kia nó không ít hơn. Ừ.
không có cái máy của anh hai anh em mình nó giống mà cái máy bển anh qua đi nó giờ nó ra đổ hết rồi không trời ơi. Chết luôn rồi, kiểu này mùa này đã là thất rồi mà lại thất mà còn bị đổ gì đó. Cái này sao ta làm mà nó ẩu dữ vậy ta? Hôm qua nói cho nó tại cò kêu cắt vậy đó nó mới lấy lúa còn mấy nó không lấy xả hết gió nó còn nói gì đó kêu cò kêu cái xả hết gió chết bà con hết rồi. Làm ăn này là gọi là không có lương tâm á, không có lương tâm nghề nghiệp á. Rồi đổ quá trời quá trời luôn nè, chết luôn rồi trời. Trời ơi trời cái nè trời đó, trời ơi trời lúa không rồi trời. Đúng là than trời than đất thì chứ rồi bây giờ than ai bây giờ đó. Than sao đó nó mới nói nó kiếm chuyện nữa kìa đó. Nói nó còn nói kiếm chuyện nữa. Nó kiếm chuyện nữa, đụng qua nó binh mấy thằng cò lái lúa mấy thằng chủ lúa nữa. Sợ thiệt. Làm ăn kiểu này đúng là thương cho bà con ở khu vực này các bạn nhé. Người ta cắt lúa mà bị đổ quá trời đổ luôn các bạn. Trắng đất hết trơn nè, ở đằng này cũng vậy nè, y vậy luôn nè. Y vậy luôn nè, trắng đất hết trơn. Nè đổ cắt vừa xong đổ rất là nhiều đó, giờ lúa lên để chuẩn bị thì cầm xuống kho rồi. Ở ngoài kia lúa đổ quá trời đó, ở dưới ruộng luôn hả chú? Dạ nhiều lắm. Trời ơi công 2 bao là chết người ta rồi. Trời ơi con thấy đỏ đất hết. Tiếc quá trời tiếc luôn hả. Cái này như là lấy lúa cội không rồi đó. Chỉ này khỏi chạy xem xe phải không. Xe vậy cuối cùng chạy. Cuối cùng khỏi chạy luôn rồi hai hộp. Dạ em quay lúa nè chị. Dạ đó giờ lên đi ha, đi lúa đi. Còn bà con ở lại thì dưới cái nỗi niềm là đổ lúa nhiều quá. Lúa thì bây giờ đi mà mong là nó trả tiền cho mình nữa ha anh. Cái này ở trên bờ mẫu còn đổ chứ đừng nói chi là ở dưới nè, thấy không cái mẫu nè thổi văng lên luôn quá trời. Bởi vì bà con bức xúc vậy là đúng rồi. Làm lúa mà ăn gì nè. Dạ thôi trời, bởi vì cái ông hồi nãy ông bên kia ông đòi đánh luôn rồi. Đúng rồi, nói giờ bây giờ nói vậy là kiếm chuyện đó. Kiếm chuyện lúa không đổ đó mà nó không chịu qua coi. Nó không qua coi mà còn nói mình kiếm chuyện. Nó nói kiếm chuyện đó chứ làm gì có lúa đổ kiểu đó. Trời ơi mà chính thức là lúa đổ kiểu đó, đổ tùm lum hết trơn quá trời quá đất mà không chịu qua coi xác minh. Cái này mình có nên mời công an lại xác minh cho rõ ràng không? Đúng ra là hậu đất nó nhiều, nó kêu công an lại á. Kêu công an lại nó. Không, anh phải mời công an lại xác minh cho rõ ràng vô. Công an rồi em á. Để thằng Thùng nó nói chuyện em, nó nói em đu bu, nó cự em nó giờ kìa. Nói chú được biết kìa. Chứ bây giờ mình không có công an xác minh mình nói sao bây giờ? Có điện mẹ ba cho em ba sư đấy, điện không? Điện công an lại coi á. Cái thực tế là quá trời quá đất của bà con này, công sức của người ta nè, đỏ đồng đỏ đất hết trơn mà. Cái này đáng lý bồi thường cho chủ ruộng chủ đất chủ lúa đó, là một công là bao nhiêu bao mới đúng đó. Chứ nữa anh cũng phải trả tiền cho đó. Trời ơi, nói nó còn điện tôi nó.